Với bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra nhiều cơ hội đan xen với những thách thức trong phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp của các nữ doanh nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Theo số liệu thống kê, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 26,5% tổng số doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, thực tế cho thấy rằng phụ nữ lãnh đạo có khả năng thích ứng, chịu áp lực và linh hoạt đã tạo ra nhiều cơ hội biến nguy thành cơ với các chiến lược ứng phó hiệu quả, đổi mới sáng tạo. Tại thủ đô Hà Nội, thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đồng hành hỗ trợ hơn 2.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Cùng với đó, phong trào khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực sự đi vào đời sống, giúp nhiều phụ nữ thủ đô mạnh dạn, tự tin, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Các cô, các chị, các em chính là những bông hồng thép trên mặt trận khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giữ lửa hạnh phúc mỗi gia đình, tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ thủ đô nghìn năm văn hiến. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự phản ánh về bức tranh phụ nữ thủ đô với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đó là khuyến khích phụ nữ thủ đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cô ấy đẹp hân hạnh giới thiệu với quý vị khán giả ba vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Thị Khánh Vân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Khởi nghiệp Hội Nữ Trí thức Việt Nam. Xin chào MC, xin chào các quý vị khán giả truyền hình. Vâng ạ, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Đào Ánh Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Sinh học VIG. Vâng, chào MC, chào khán giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Dược Sơn Hà. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, ở lời đầu tiên thì thay mặt cho chương trình Cô ấy đẹp, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến ba vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là trong chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả sẽ thấy rõ hơn được ý chí về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của phụ nữ thủ đô qua ba khách mời ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một điều rất đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, đó là tất cả các khách mời tham gia chương trình, họ đều là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu khởi nghiệp trên những sản phẩm và các đề tài nghiên cứu của mình đã thương mại hóa thành công và mang lại những sản phẩm tốt cho cộng đồng, từ đó góp phần phát triển kinh tế. Và với những chân dung những nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn được bước đường của phụ nữ thủ đô đến với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như thế nào. Và câu hỏi đầu tiên thì Lê Thông xin được đặt cho cô Lê Thị Khánh Vân ạ. Thưa cô, là cô có thể cho biết được những thuận lợi và khó khăn của các nữ khoa học khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay là gì? Thưa quý vị khán giả, như chúng ta đã biết thì phụ nữ Việt Nam đã chiếm 52% trên tổng dân số của Việt Nam mà tính theo năm 2021 với 96 triệu người. Và với lại những nữ khoa học, những người nghiên cứu phát triển thì là phụ nữ chiếm 47% trên tổng số lượng của đội ngũ nghiên cứu phát triển. Và doanh nghiệp khởi nghiệp và do nữ làm chủ thì chiếm 26,5% theo số liệu thống kê của VCCI. Thế còn về thuận lợi thì những năm qua các bộ ngành đều có những các cái cơ chế chính sách để làm thế nào để giúp cho các nữ, các nhà khoa học cũng như là các doanh nghiệp khởi nghiệp được phát triển tốt. Trong đó thì ví dụ như chẳng hạn như là Bộ Công nghệ có 3 chương trình, rồi là các bộ nông nghiệp, phát triển nông thôn, rồi Bộ Công Thương. Và cái thuận lợi nữa là các nữ khoa học thì lại cũng có ý thức trong cái việc là phát triển các cái tức là thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của mình, và họ cũng từ đó thì họ có thể là khởi nghiệp bằng kết quả nghiên cứu của mình. Việc nữa tức là Việt Nam đã tham gia các cái hiệp định thương mại của EVFTA, rồi các hiệp định thương mại tự do, và như vậy thì các mặt hàng của chúng ta có thể có mặt trên toàn cầu với cái thuế suất là bằng không, thì chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ khởi nghiệp nhiều hơn, bởi vì sẽ xuất khẩu được các sản phẩm phụ nữ làm khoa học cũng như là các nữ doanh nhân mà khởi nghiệp ý, thì thực sự là rất là khó khăn, bởi vì cái chức năng kép của họ là không những là phải làm tốt cái công tác chuyên môn của mình, mà họ lại còn phải nuôi con, lại còn phải có trách nhiệm với lại gia đình nội ngoại. Cho nên là gánh nặng gọi là chức năng kép đấy nó rất là lớn. Cái thứ hai nữa là họ có cái thời gian học tập cũng như làm việc sẽ ngắn hơn là
là nam giới rất là nhiều, bởi vì họ có 10 năm, nếu mà họ sinh hai con thì lập tức là phải 10 năm để chăm sóc con. Thế rồi là một việc nữa là họ khi họ khởi nghiệp rất là khó khăn hơn nam giới rất là nhiều. Nói ví dụ như là nam giới có thể đi ra ngoài hàng, có thể uống bia, có thể trao đổi hợp đồng rất là nhanh chóng, nhưng mà người nữ thì người ta không làm thế được và người ta chịu áp lực rất là nhiều. Khi người nữ khoa học mà khởi nghiệp ý, thì người ta rất là sợ thất bại, vì họ đang thành công trong nghiên cứu khoa học, đang thành công trong phòng lab, bây giờ ra kinh doanh thì rất là cái tâm lý mà sợ thất bại thì luôn luôn thường trực trong đầu. Đấy cũng là một cái rất là khó khăn của nữ khoa học khi người ta khởi nghiệp. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe bà Lê Thị Khánh Vân có nhắc tới một cái tâm lý, đó là tâm lý sợ thất bại. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là không chỉ riêng việc phụ nữ khởi nghiệp đâu, mà chính khi bắt đầu bước chân vào kinh doanh thì họ cũng có những cái tâm lý như vậy. Và thực tế thì đã chứng minh là dù là có gặp phải những cái tâm lý như vậy thì phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ thủ đô, vẫn luôn có một cái tinh thần, đó là vươn lên, đổi mới và sáng tạo. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một vị khách mời nữa mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị khán giả. Chị từng là một bác sĩ công tác nhiều năm tại bệnh viện khu vực Dùng Cúc Phương của tỉnh Ninh Bình. Thế nhưng lại quyết định là khởi nghiệp bằng lĩnh vực mà ít người biết đến, đó là nhãn khoa y học cổ truyền. Vâng ạ. Và bằng ý chí cũng như là nghị lực của mình thì chị đã vượt qua những lời khuyên của gia đình và đồng nghiệp. Để rồi bây giờ thì chị cùng với công ty của mình, đó là công ty Đông Y Sơn Hà, là đơn vị đi đầu tại Việt Nam trên thế giới và đặc biệt có những cái phương pháp chữa các bệnh về mắt bằng Đông Y. Và đây cũng sẽ là một cái điểm rất đặc biệt mà tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả, những người quan tâm đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về lĩnh vực này sẽ rất là quan tâm. Xin được chào chị Hà. Thưa chị, là chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả về động lực nào khiến chị có một cái sự xoay chuyển ngoạn mục trong công việc và sự nghiệp của mình ạ? Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Thực ra thì nói đến cái nghề thì chúng ta phải nói rằng đúng là nghề thì nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Cho nên là cái thời điểm khi mà mình còn nhỏ đấy thì thực ra mình cũng đâu có lựa chọn nghề y đâu. Thế nhưng mà sau đó nữa thì cũng là vì do bố mẹ và mình chiều ý bố mẹ thì mình làm nghề y thôi. Và mình mới quyết định là mình học y. Thế đến khi trong cái quá trình mà mình công tác ấy, thì cái lĩnh vực y học cổ truyền ấy, với một cái người trẻ tuổi như mình thì lúc đó nó còn rất là nhiều những cái mới, những cái lạ lẫm. Nhưng càng làm thì mình mới càng thấy là y học cổ truyền rất là tuyệt vời. Đông y nhà mình đã giúp được chữa ra rất là nhiều những cái căn bệnh mà không bị để lại những cái di chứng gì. Tức là cái hiệu quả của nó rất là tuyệt vời, rất an toàn và lành tính. Đặc biệt là khi mà mình càng làm sâu về cái nhãn khoa y học cổ truyền thì mỗi lần mà một bệnh nhân của mình được mở mắt ra ấy, thì mình cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Thực sự là hạnh phúc từ trong tâm. Cho nên thành ra là mình cảm thấy cái lĩnh vực này là một cái lĩnh vực mà đúng là gắn bó với mình. Nó thực sự nó gọi là nghiệp chứ không gọi là nghề nữa. Thì khi mà mình bước chân ra với một cái quyết tâm rằng là xây dựng một cái đơn vị để mà có thể điều trị về nhãn khoa y học cổ truyền với một cái, thực ra cái phương pháp này là nhiều người ta còn chưa biết đến. Cho nên là nghe nó cũng rất là lạ lẫm khi mà nhiều người bệnh nhân đến với mình hỏi cái câu là ô thế thì Đông y mà cũng có thể giúp cho người ta được mở mắt á, sao mà lại có thể chữa được sụp mí hay mắt lác hay song thị mà Đông y mà lại không cần phải phẫu thuật như thế. Thì đấy là một cái điều mà thực ra cái niềm tin của con người khi lúc đầu tiên ấy chưa được trải nghiệm ấy còn rất là nhiều những cái mà còn đang phải phân vân, đang phải suy nghĩ và lăn tăn với cái phương pháp này. Thế nhưng mà mình cũng quyết tâm rằng là mình đưa cái nhãn khoa y học cổ truyền lên để xây dựng, trở thành một cái đơn vị đầu tiên để xây dựng cái phương pháp điều trị này. Và cũng rất là may mắn là mình cũng được cái sự hậu thuẫn và giúp đỡ từ phía của bên trung tâm của chị Khánh Vân. Và ở phía gia đình của mình thì mình cũng rất may mắn là được ông xã nhà mình cũng rất là ủng hộ. Cho nên thành ra là mặc dù là khởi nghiệp cũng khá là gian nan, thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì mình cũng rất là vui khi cái số lượng bệnh nhân mình điều trị cũng thành công ở trên, không những ở trong nước mà còn cả ở ngoài nước nữa. Đấy cũng là cái niềm vui, niềm động lực cho mình. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ vừa rồi của khách mời thì chúng ta có thể thấy được rằng là để có thể khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thì cần rất nhiều yếu tố. Ở trong đó thì như cô Khánh Vân cũng chia sẻ, có nhiều cái thuận lợi và cũng nhiều cái khó khăn. Và như chị cũng vừa chia sẻ thì nếu như mà không bằng cái tình yêu và cái cảm nghề nghiệp của mình thì chúng ta cũng khó có thể theo đuổi đến cùng. Và tôi nghĩ rằng trên hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất cần những nguồn động lực đến từ phía chính những gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay thì cũng có thêm một khách mời nữa mà Lê Thông cũng xin được giới thiệu đến quý vị, đó là chị Đào Ánh Vân ạ. Chị Đào Ánh Vân thân mến, là không giống như là khởi nghiệp trên đổi mới sáng tạo nghiên cứu của cá nhân mình thì chị Vân lại lựa chọn một con đường khởi nghiệp rất là khác, thưa quý vị, đó là nghiên cứu như các nhà khoa học.
chị có thể nói rõ hơn về cái ý tưởng khởi nghiệp mà mình đang thực hiện được không? Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán giả. Cái ý tưởng khởi nghiệp của mình ấy thì cũng xuất phát là từ bản thân mình thôi. Bản thân mình thì cũng là đã từng là một nhà khoa học, học tập và làm việc ở trong Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Thế thì trong quá trình học tập làm việc ở đó thì mình đã có rất nhiều những cái vấn đề mà mình băn khoăn. Có rất nhiều các đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học ở trong Viện Hàn Lâm nghiên cứu rất là bài bản, đề tài cấp nhà nước nhưng mà không được ứng dụng rộng rãi vào cuộc sống ấy. Đấy, thế thì mình rất là mong muốn, lúc đấy mình gọi là một ước mơ của mình, nghĩa là làm sao để cho các cái sản phẩm mà từ các đề tài nghiên cứu đấy mà có khả năng ứng dụng mà đến được gần với cả cuộc sống hơn ấy. Thì lúc đấy thì mình đã có một cái ý tưởng là khởi nghiệp, là làm sao để thương mại được những cái kết quả của các nhà khoa học. Đấy, thế và còn một cái nữa là cái Việt Nam mình thì có rất nhiều những cái thảo dược mà ra nước ngoài họ còn thu mua của mình cơ, để họ dùng cơ, chứ không nhất thiết là mình phải nhập khẩu từ nước ngoài đấy. Thế mà mình mà không tận dụng được thì nó rất là phí. Đấy, thì mình cũng muốn là mình dùng được các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đấy, từ các viện nghiên cứu quốc gia và từ những cái dược phẩm của nước mình đấy, để ứng dụng vào cuộc sống. Vâng ạ. Thưa quý vị, gần gũi hơn để mà nói chính xác thì chị Đào Ánh Vân đã biến những cái ý tưởng khởi nghiệp còn trong suy nghĩ từ bàn giấy để biến thành những ý tưởng khởi nghiệp mà chúng ta có thể thương mại được. Đó là cả một cái quá trình gian nan, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chắc chắn lúc này khi mà đang xem chương trình thì quý vị cũng đồng quan điểm với Lê Thông, đó là chúng ta rất mong muốn tìm hiểu được là những sản phẩm mà từ cái quá trình nghiên cứu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các nữ khách mời đã làm như thế nào. Và sau đây xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện. Trong những năm qua, với cách làm sáng tạo, tinh thần quốc gia khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo phụ nữ thuộc mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề tham gia. Tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong phụ nữ cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đã khẳng định sự đam mê, khát khao đổi mới sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Là nữ nhà khoa học khởi nghiệp, chị Đào Ánh Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Sinh học VIG đã khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng cách thương mại hóa các đề tài nghiên cứu khoa học, các sản phẩm dược phẩm sinh học do các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm nghiên cứu. Với thế mạnh về chất lượng sản phẩm, từ năm 2018, từ một sản phẩm khởi nghiệp là BioPharma Woman Plus, đến nay VIG Pharma đã có nhiều dòng sản phẩm thực phẩm bổ sung cho nhiều lứa tuổi. Cùng với đó đã nhanh chóng đưa các sản phẩm tới người tiêu dùng thông qua các kênh bán hàng offline, online và trên các sàn thương mại điện tử ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Còn đây là công việc hàng ngày của bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Y Dược Sơn Hà. Chị khởi nghiệp bằng lĩnh vực mà ít người biết đến, đó là nhãn khoa y học cổ truyền. Hàng ngày, chị trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân các bệnh về mắt như mắt lác, song thị, sụp mí theo phương pháp đông y không cần phẫu thuật. Đôi mắt được hồi sinh trở lại, cùng những nụ cười, niềm hạnh phúc của những người bệnh là động lực để chị Thu Hà và Đông Y Dược Sơn Hà tiếp tục hành trình trị bệnh giúp người. Không dừng lại ở đó, Đông Y Sơn Hà còn sản xuất các thực phẩm bổ sung từ dược liệu như bổ phế ích vệ, trà xạ liên thảo, viên hoàn dạ dày, vân vân, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, được khách hàng phản hồi tốt. Để khuyến khích, động viên tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, các đơn vị tổ chức phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tìm ra giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp để tạo thêm việc làm, thu nhập, giải quyết khó khăn, tháo bỏ những rào cản hiện hữu nhằm thúc đẩy cho sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng hành động vì bình đẳng giới. Trong đó, Hội Nữ Tri Thức Việt Nam thuộc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam là một trong những tổ chức tiêu biểu có mục đích tập hợp đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức vì sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Với lực lượng hội viên mạnh, có nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau, cả lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các nền kinh tế,
nên công tác tư tưởng, phản biện xã hội của Hội Nữ Tri Thức Việt Nam trong thời gian qua đã đóng góp hiệu quả trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học, công nghệ và bình đẳng giới. Cùng với đó, phong trào phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Hà Nội đã gia tăng về chất lượng và số lượng. Hiểu đơn giản, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Từ đây, phụ nữ thủ đô đã nhanh chóng học tập kiến thức kinh doanh, trau dồi chuyên môn và chuyển đổi số doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ lại thể hiện nhiều ưu điểm hơn như sử dụng nhiều lao động nữ hơn, chi trả bảo hiểm xã hội cao hơn, chi phí tạo ra một sản phẩm thấp hơn và giải quyết nhiều thách thức xã hội, có nhiều tấm gương tiêu biểu. Đến nay, càng nhiều phụ nữ quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó thể hiện tinh thần khát khao, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn để khởi nghiệp nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cũng như năng lực và vị thế của bản thân. Vai trò của phụ nữ không thể phủ nhận, song điều mà phụ nữ nên làm khi còn gặp các rào cản chính là hãy tự tin vào bản thân, cởi bỏ các rào cản và tham gia thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta vừa theo dõi một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện để có thể hiểu rõ hơn về những việc làm của các nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà chúng ta đang theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Có thể rằng bước đường đến với thành công thì không bao giờ là dễ dàng và có thể trên con đường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn muôn vàn những khó khăn. Thế nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là trong trường quay ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị bà Lê Thị Khánh Vân, chính là người đã kết nối cung cầu, bắt những cái nhịp cầu để cho những ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể đến gần hơn với công chúng và đặc biệt là đến gần hơn với người tiêu dùng. Vậy thì thưa bà Lê Thị Khánh Vân ạ, việc cụ thể hóa có thể giúp cho những doanh nghiệp, giúp các sản phẩm khoa học công nghệ của các nhà khoa học được thương mại hóa thành công trên thị trường, đóng góp những cái giá trị cho cộng đồng. Thì bà Lê Thị Khánh Vân, động lực gì đã khiến bà có thể thực hiện một cái công việc ý nghĩa như vậy? Tôi sinh ra ở thế hệ 6X, tức là sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Và đến khi tôi tốt nghiệp đại học thì được nhận về Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, nay là Bộ Khoa công nghệ. Khi về đó thì tôi được giao cho chuyên dịch các cái tài liệu của Anh, Pháp, Mỹ, cũng như là thúc đẩy chuyển giao các kết quả nghiên cứu của bên khu vực nghiên cứu sang bên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Và tất cả những các cái tài liệu đó nó quý giá vô cùng. Và từ lúc nào đó hun đúc cho tôi một cái ước mơ là làm thế nào đấy để các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam được thúc đẩy nhanh vào sản xuất kinh doanh. Và điều đó sẽ làm cho đất nước Việt Nam giàu lên. Bởi vì lúc đấy nghèo lắm, rất nghèo. Và nếu chúng ta không làm như thế thì sẽ không đi tắt đón đầu được. Chính vì cái suy nghĩ như vậy mà ngay từ khi mà tôi được giao cho là nhiệm vụ, được Bộ Khoa Công nghệ giao cho nhiệm vụ là chính là tổ chức các cái tích mắc quốc gia, quốc tế, và tôi là người chủ trì chính. Từ lúc đó là tôi luôn luôn tìm cách làm thế nào đấy để mà có thể kết nối được các nhà khoa học với lại các doanh nghiệp và thúc đẩy họ thành một cái cặp hoàn hảo. Tuy nhiên thì thực sự là cái kết nối đấy không phải là dễ dàng đâu, bởi vì tư duy của hai đối tượng khác nhau. Của nhà khoa học thì họ muốn là nghiên cứu khoa học vì khoa học, có nghĩa là nghiên cứu để tìm ra cái mới. Còn doanh nghiệp là gì? Là doanh nghiệp là muốn là bí mật kinh doanh, nó sẽ phục vụ cho lợi nhuận. Khoa học phục vụ lợi nhuận. Cho nên hai cái đó có như là hai cái bên dòng sông ấy, rất là khó có thể đến được với nhau, bởi vì là mục tiêu của hai bên hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà phải có các cây cầu để kết nối, thì chúng tôi là những cây cầu đó. Và kết nối ở trên tiêu chí là gì? Là mục tiêu phải giống nhau. Ví dụ mọi người có biết được là cái chuỗi cà phê đấy của một bạn mà nữ đấy, thì bạn ấy làm hai cái gọi là cửa hàng cà phê thì rất là tốt. Nhưng khi bạn ấy nhận 5 tỷ của các shop đưa vào thì lập tức là bạn bị fail, bạn bị thất bại. Bởi vì bạn không có bạn ấy không có khả năng về mặt quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh. Thế cho nên là cái tính phù hợp rất là quan trọng. Và cái kết nối cung cầu, tại sao là chúng tôi thành công, là bởi vì chúng tôi sẽ phân tích được là cái kết quả nghiên cứu đấy nó sẽ phù hợp với lại doanh nghiệp nào nhận. Chứ cái tính phù hợp của năng lực của một doanh nghiệp khởi nghiệp
là cần thiết phải nhận cái kết quả nghiên cứu phù hợp với năng lực của họ. Thế tôi hy vọng là một chút xíu cái kinh nghiệm về kết nối cung cầu cũng để cho khán giả cũng biết được là chúng tôi cũng rất là khó khăn nhưng vẫn cứ tiến lên, và tôi nghĩ là sẽ rất là thành công bởi vì chúng tôi cũng kết nối được thành công rất là nhiều cặp như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của bà Lê Thị Khánh Vân, và quả thật là những bí kíp mà như bà Khánh Vân vừa chia sẻ đó không hề là đơn giản. Lê Thông là một người vốn dĩ là khi nghe các cái câu chuyện về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì tôi luôn có một cái băn khoăn, đó là vì sao họ lại tìm ra được những cái hướng đi mới lạ, và đặc biệt là cơ duyên là do đâu. Thì ra là ngày hôm nay mới biết cơ duyên đến một phần từ những ý tưởng của bà Lê Thị Khánh Vân. Và thưa bà Khánh Vân ạ, đồng hành cùng với rất nhiều các nữ doanh nhân cũng như là các doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, thì không biết là nhận định của bà về những người trẻ ngày hôm nay như thế nào, họ là những người như thế nào trên mặt trận mà khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ạ? Thực sự đấy là một câu hỏi rất hay, bởi vì như trên tôi nói, tức là tôi có một cái ước mơ như thế, và hiện nay cái ước mơ đó đã thành hiện thực. Bởi vì sau khi giải phóng này, sau khi chúng ta mở cửa này, thì rất nhiều các bạn trẻ được đi học một cách bài bản ở trong nước và nước ngoài. Và điều đó rất là quan trọng, bởi vì các bạn ấy sẽ thấy được là mình là ai và làm cái gì cho nó phù hợp. Chính các bạn đã tự nhìn thấy điều đó, và các bạn sẽ đến với chúng tôi với lại tâm thế là gì? Tâm thế là tìm đúng kết quả nghiên cứu để các bạn ấy phát triển. Giống như bạn Ánh Vân đây, giống như bạn Thu Hà đây, bạn đã tìm được ra đúng cái mà sở trường của các bạn để các bạn phát triển. Cho nên là thực sự là tôi rất cả cảm thấy tự hào. Đến bây giờ tôi về hưu được 5 năm rồi, nhưng mà tôi chưa nghỉ ngày nào. Bởi vì tôi cảm thấy khi làm việc với các bạn trẻ mà khởi nghiệp như thế này thì thực sự là tôi thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì tôi rất là tin tưởng vào tương lai, là các bạn sẽ đánh giá được mình là cần là phát triển như thế nào, và phát triển như thế nào cho nó phù hợp với khả năng của mình. Chứ không thể là cao siêu bay bổng với ý tưởng sáng tạo không. Ý tưởng sáng tạo để gọi là từ ý tưởng sáng tạo mà cho đến khi thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, cho đến khi phát triển nó bền vững là cả một quá trình, không phải là dễ đâu. Thế cho nên là thực sự là tôi rất là tự hào cái lớp trẻ bây giờ họ đã rất biết mình phát triển như thế nào cho nó phù hợp. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ của bà Lê Thị Khánh Vân về những nỗ lực hỗ trợ các nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hai vị khách mời. Đầu tiên là chị Hà. Chị Hà thân mến, là Lê Thông biết là chị cũng vừa chia sẻ với quý vị khán giả những cái sản phẩm nâng mí tự nhiên không phẫu thuật bằng thuốc đông y của mình. Thế nhưng mà tôi thì cũng giống như quý vị khán giả khác, đó là có một cái thắc mắc. Như vậy thì những người mà muốn điều trị và đặc biệt là có thể điều trị thì bằng cái phương pháp là điều trị từ xa đấy. Tức là ví dụ như là bây giờ chúng ta hay nói là mua online và tư vấn qua ảnh chụp thì liệu có được không? Tức là khi mà có một người nào đó có những cái vấn đề về mắt chẳng hạn, thế thì họ sẽ chụp qua Zalo hoặc là qua một ứng dụng thứ ba để gửi cho chị, thì liệu rằng là cái hình thức đó thì có được hay không? Tại vì rất nhiều địa phương chúng ta thấy là họ là ở vùng sâu, vùng xa, và cái việc tiếp cận với những cái địa điểm cụ thể, ví dụ như là tại cơ sở của chị thì cũng rất khó. Thế thì chị có thêm cái thông tin nào có thể chia sẻ về điều này? Vâng, thì thực ra thì ngày nay thì như các bạn đã biết là cái sự phát triển của truyền thông ấy, thì nó cũng đã rất là phát triển, cho nên là thành ra là các bác sĩ là cũng cái việc mà mình điều trị từ xa ấy, là cái điều trị cũng rất là nhiều rồi. Và đặc biệt là như cái thời gian dịch vừa rồi ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta điều trị từ xa cho các cái bệnh nhân ấy, là cái hiệu quả điều trị cũng rất là tốt. Thế thực tế thì với những cái bệnh lý như kiểu của bên mình đang điều trị ấy, thì cũng phải nói thật, chia sẻ thật rằng là y học cổ truyền đáng lý ra như ngày xưa thì các cụ có phải xem mạch. Thế nhưng mà bây giờ thì nó khác ở cái chỗ rằng với bác sĩ y học cổ truyền, chúng ta có thể nhìn thông qua hình ảnh để chúng ta chẩn đoán về cái vấn đề là đánh giá về thần sắc này. Ngoài ra nữa là chúng ta có thể hỏi một số những cái câu hỏi, những cái đặc thù bệnh lý của người ta. Và ngoài bên cạnh đó nữa thì là các bác sĩ y học cổ truyền bây giờ lại cũng phải dựa cả vào cái cận lâm sàng. Thành ra rằng là khi mà có những cái kết quả cận lâm sàng này, rồi có những cái hình ảnh của bệnh nhân và trao đổi trực tiếp qua video, qua gọi Zalo call đấy, thì các bác sĩ cũng đã có thể cho ra những cái y lệnh để cho cái phác đồ điều trị được rồi. Và đặc biệt là như cái đơn vị của chúng tôi thì hiện tại cho đến giờ phút này thì cũng có rất là nhiều những bệnh nhân thực sự là rất nặng, nhưng mà họ lại điều trị khỏi mà cũng chưa bao giờ gặp bác sĩ trực tiếp ngoài đời. Bởi vì là chúng tôi toàn là chủ yếu nhất là những bệnh nhân khi mà họ ở xa, hoặc nhiều bạn thì còn ở nước ngoài nữa, thì các bạn ấy đều liên hệ với tôi thông qua online cả. Và chúng tôi liên hệ với nhau và tôi cho ra phác đồ điều trị rồi tôi gửi cho các cái bạn đấy.
Thành ra cái việc điều trị bây giờ không nhất thiết rằng chúng ta cứ phải gặp trực tiếp nhau. Thì cũng đã có những cái phương tiện truyền thông cũng đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Cho nên cái việc điều trị nó không còn khó khăn nữa. Chính những cái mong muốn của các doanh nghiệp như vậy thì với góc độ là một trong số những người rất tâm huyết với các cái đề tài nghiên cứu của các nữ doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân, thì bà Lê Thị Khánh Vân có thể cho biết là trong thời gian tới thì Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ Trí thức Việt Nam sẽ có những cái hoạt động thiết thực như thế nào để có thể giúp đỡ các doanh nghiệp trong tương lai? Chắc chắn rồi, bởi vì chúng tôi có cả một cái kế hoạch phát triển. Ví dụ chúng ta trở lại một chút. Lúc đầu thì bạn công ty VIG, bạn Ánh Vân chỉ có một cái sản phẩm này thôi. Thế nhưng khi đến với chúng tôi, với những sự hỗ trợ của chúng tôi cộng với lại như chúng tôi như là một cái gọi là tựa lưng vững chắc ấy. Cho nên các bạn đã phát triển lên từ một sản phẩm mà bây giờ lên chỗ trên này là mọi người đã nhìn thấy là 5 sản phẩm. Và đều là từ các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học hết. Mọi người cũng thấy bao bì cũng đẹp, chất lượng thì khỏi phải nói rồi, bởi vì nó là kết quả nghiên cứu khoa học. Thế cho nên là chúng tôi cũng rất là mạnh dạn, bởi vì là chúng tôi đang làm một cái kế hoạch là sẽ xuất khẩu sang, ví dụ như là của chị Thu Hà thì chúng tôi cũng đang sẽ cùng với lại một gọi là ở bên Ý sẽ làm thế nào đấy để mà sẽ cho các bạn ấy sang thực tập bên chỗ Hà, và từ chỗ công ty của chị Hà sẽ tỏa đi để lúc đó giới thiệu, bởi vì cái công nghệ của Hà ấy, cái giải pháp của Hà ấy, nó rất là đặc biệt, cho nên là phải có nhìn thật là phải hiểu được vấn đề đó thì khi nói thì lúc đấy sẽ thuyết phục rất là tốt. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đưa ra một số các cái nước khác nữa, đã gửi các sản phẩm rồi, ngay của công ty VIG cũng như là các sản phẩm của Ho, rồi là sản phẩm trà, đấy, hai cái sản phẩm đấy đã rất là tốt khi đưa sang, và bên bạn bè quốc tế họ khi họ tham gia hội thảo cũng như hội nghị họ rất là thích, vì cái giá cả của Việt Nam là nó vừa phải, và các bạn là trẻ mà trên là cũng bắt nhập được cái xu hướng về bao bì rồi nhãn mác rất là tốt. Thế cho nên là phải nói là tôi rất là tôi nghĩ rằng là cái hướng đi phát triển của Cosat là rất là đúng, và tôi vẫn duy trì cái nơi để mà trưng bày giới thiệu vẫn tiếp tục duy trì như thế để cho các nữ trí thức doanh nhân như thế này cộng có thể là giới thiệu được nhiều sản phẩm hơn. Thứ hai nữa là chúng tôi vẫn duy trì một cái kia là trực tiếp rồi, còn một cái trực tuyến nữa, tức là trên một cái website là sản phẩm khoa học.vn, và đến bây giờ rất là nhiều nước đang rất muốn là chúng tôi dịch sang tiếng Anh để cho họ còn biết các sản phẩm thì chỉ nhìn thấy hình ảnh thôi, còn tiếng là tiếng Việt đấy. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi sẽ ngoài cái việc thúc đẩy xuất khẩu ra thì chúng tôi sẽ tham gia vào các cái triển lãm trong nước và quốc tế để cho làm thế nào đấy để mà cho nhiều các sản phẩm của chị em được nhận huy chương vàng hơn, rồi là được mọi người bạn bè quốc tế biết tới. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bà Lê Thị Khánh Vân. Thưa quý vị và các bạn, cái quá trình khởi nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp như đã nói là rất là khó khăn. Thế nhưng mà qua minh chứng cuộc trò chuyện cùng với các khách mời ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được họ đã đi từ những hướng khác nhau, thế nhưng có chung một đích đến, giống như bà Khánh Vân vừa nói, đó là mong muốn quảng bá sản phẩm và thương hiệu của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và nhất là qua 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành thì chúng ta thấy rõ được cái vai trò của việc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nó quan trọng như thế nào để có thể làm động lực bứt phá vươn lên. Và cũng nhân đây chúng tôi muốn lắng nghe những chia sẻ của các chị với những quý vị khán giả là các nữ doanh nghiệp hoặc là các nữ doanh nhân, họ đang mong muốn có thêm những cái đề tài về nghiên cứu khoa học cũng như đổi mới công nghệ, và đặc biệt là có thể phù hợp với cái định hướng chung đó là đổi mới sáng tạo trong cái nền hội nhập 4.0 hiện nay. Thế thì các chị có thể gửi gắm những cái lời tâm sự cũng như là những cái kỳ vọng đối với những ai mà chúng ta đang còn rụt rè, chưa dám đưa những cái sản phẩm của mình hoặc như là những cái tác phẩm nghiên cứu của mình, những cái bài nghiên cứu của mình đến gần hơn và trở thành những sản phẩm thực địa để có thể mang đi phục vụ cho cái nhu cầu của thị trường. Thì đầu tiên xin được mời chị Hà. Hôm nay cũng nhân dịp ngày 20 tháng 10 sắp đến thì mình cũng rất là mong muốn được chia sẻ với chị em, và cũng có một cái lời chúc với chị em. Đấy là mong muốn chúc cho tất cả các chị em chúng ta, tất cả là, thứ nhất là luôn luôn là phải có cái sức khỏe cho bản thân, và cái thứ hai nữa là luôn luôn tự tin, mạnh dạn để có thể là
không những là chúng ta chỉ có đảm việc nhà không, mà chúng ta hãy cố gắng là làm nên những cái sản phẩm, những cái việc hành động gì đấy dù là nhỏ nhất để có ích nhất cho xã hội và giúp ích cho cộng đồng. Thực sự là với một cái mình như bản thân mình khi chỉ là một bác sĩ điều trị và bước chân ra với một cái doanh nghiệp thì mình thấy rằng là cái người phụ nữ ấy, cái điều quan trọng và cần nhất ấy, không những là bên cạnh cái phần sức khỏe của cá nhân thì đấy chính là một cái chỗ dựa vững chắc, bao gồm có gia đình, là cái những cái người thân của mình, người chồng của mình, những người con của mình, rồi xã hội, đấy chính là các cái trung tâm như Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, như trung tâm Costat. Khi tìm được những cái người như thế, những cái tri kỷ, mình gọi là tri kỷ, thì lúc đấy chúng ta sẽ có thể tự tin và vững tin để đưa được những cái sản phẩm ra thị trường một cách là hiệu quả nhất, tốt nhất. Đã. Vâng ạ. Thế còn chị Ánh Vân thì sao ạ? Chị có nhắn nhủ gì đến với những nữ doanh nghiệp chúng ta đang chuẩn bị có thêm những cái đề tài nghiên cứu hoặc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo? Để mà nói khởi nghiệp thì phụ nữ khởi nghiệp thì khó khăn hơn là các anh khởi nghiệp rất là nhiều. Thế nhưng mà mình cũng có đôi là nhắn nhủ với cả các nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hãy cứ tự tin và tìm cho mình những cái đam mê và những cái tâm huyết của mình để mình khởi nghiệp. Thì trong quá trình mà khởi nghiệp ấy, luôn luôn sẽ có những trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các hội, ví dụ như là Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, rồi chi hội Costat đây sẽ hỗ trợ. Nên là mình cứ tự tin, mình khởi nghiệp thôi. Vâng ạ. Quan trọng là chúng ta dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là hãy tự tin lên, đúng không ạ? Thế còn bà Khánh Vân thân mến ạ, chắc có lẽ là trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc là trò chuyện cùng với các nữ doanh nhân thì chắc chắn bà cũng đã tiếp xúc với nhiều nữ doanh nhân, họ còn có những cái suy nghĩ lo lắng như chúng ta đã nói ạ. Ban đầu ai cũng sợ thất bại, bắt tay vào xây dựng doanh nghiệp ai cũng lo sợ rằng là sẽ bị lỗ hoặc là sẽ phá sản. Thế nhưng mà thực tế qua những cái năm mà sóng gió Covid vừa qua, chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành lập doanh nghiệp mới đang dần tăng lên. Và điều này thì có một phần đóng góp không nhỏ của những lực lượng, đó là những doanh nghiệp nữ. Thế thì bà có lời nhắn gửi nào đến những nữ doanh nghiệp, nữ doanh nhân trong cái thời buổi mà chúng ta thấy là kinh tế thị trường cũng đang rất là thách thức, và đặc biệt là cái việc đổi mới sáng tạo cũng đang trở thành một trong số những mục tiêu mà chúng ta phải phấn đấu và hướng đến ạ? Trước khi có lời chúc các phụ nữ thì tôi muốn nói thế này. Hiện nay thì công nghệ số đã thay đổi rất nhiều cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà phụ nữ chúng ta phải luôn là tự tin, học hỏi để phát triển bản thân. Công nghệ số sẽ giúp cho phụ nữ ngay cả khi mà còn gọi là mẹ bỉm sữa mà vẫn có thể kiếm được từ 20 đến 50 triệu một tháng nhờ có coi như bán hàng online. Và nhưng mà nếu chỉ bán hàng online mà chất lượng không đảm bảo thì lại sẽ làm hỏng uy tín, sẽ làm giảm uy tín của mình. Cho nên nếu các bạn muốn bán hàng online và được chất lượng tốt thì hãy đến với chúng tôi với những cái sản phẩm của các nữ trí thức doanh nhân khởi nghiệp đây, bằng cách từ cái kết quả nghiên cứu thì chất lượng sản phẩm sẽ rất là tốt. Và một việc nữa là nếu các bạn khó khăn muốn tìm một cái sản phẩm hoặc một cái giải pháp nào đấy thì hãy đến trung tâm ứng dụng khoa công nghệ và khởi nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ để mà tìm ra được cái giải pháp cũng như sản phẩm phù hợp với lại cái năng lực của mình để mà khởi nghiệp. Chúc các bạn thành công. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề ngày hôm nay đó là khuyến khích phụ nữ thủ đô khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chúng tôi hy vọng đã mang thêm những niềm tin và động lực để các chị em có thể tiếp tục vươn lên, làm chủ công nghệ và đặc biệt là tiến tới việc đổi mới sáng tạo trong chính doanh nghiệp của mình để đưa sản phẩm dịch vụ tới gần hơn với công chúng. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.